Chào mừng tất cả các anh chị đến với kênh của Nguyễn Đình Văn. Thì hôm nay Văn xin giới thiệu với các anh chị một cái tượng gỗ mini cao cấp Phật Di Lặc kéo bao. Sản phẩm này thì được thiết kế để đặt trên bàn làm việc hoặc là bàn nước, hoặc là bất kỳ những cái nơi nào chúng ta có thể để ở trong nhà gần gũi để trang trí, hoặc chúng ta có thể đặt trên ô tô. Thì trước tiên thì Văn xin giới thiệu cái chất liệu gỗ. Thì bức tượng này được làm bằng gỗ bách xanh nguyên khối nha mọi người, gỗ bách xanh nguyên khối. Cái đặc điểm của cái gỗ bách xanh này á, nó rất là thơm, nhưng mà nếu như mà mình để mọc á thì nó sẽ bị nứt nẻ, nó rất dễ bị biến dạng, nên là thường cái gỗ này thì chúng ta sẽ phun một lớp PU bên ngoài để cho nó bền và nó không có bị hư hỏng, không bị biến dạng khi mà thời tiết thay đổi. Cái kích thước á, sản phẩm này có cái kích thước đó là chiều ngang là tầm khoảng 18 cm, chiều cao là 8 cm rưỡi, chiều sâu là 4 cm rưỡi. Thì nó rất là nhỏ gọn, là mọi người có thể nhìn thấy nó vừa trên lòng bàn tay. Chúng ta có thể đặt bất kỳ nơi nào mà chúng ta cảm thấy phù hợp, rất là dễ dàng đó. Thì chúng ta có thể xem qua tổng thể về cái sản phẩm này. Thì sản phẩm này là được thiết kế dựa trên hình tượng của Ngài Phật Di Lặc đang gánh trên vai, một bên là đồng xu, một bên là hồ lô, phía sau là một cái nón, tay phải đang kéo theo một cái bao, bao bố, thì đây cũng là cái tên của Ngài nè, đó, bố đại sư. Là cái bao này là lúc nào cái tượng Di Lặc cũng sẽ có cái bao này, đó. Thì hình tượng là Ngài đang gánh trên vai đồng xu, hồ lô, kéo theo một cái bao và bước đi trên đường. Bước đi chân rất là hiên ngang, mặt rất là vui vẻ. Thì biểu tượng của Ngài là cái mặt lúc nào cũng sẽ luôn vui vẻ và vui cười, tự nhiên, tự tin như vậy. Chân thì bước đi rất là khoan thai, bước đi rất là mạnh mẽ. Đó, người có thể nhìn thấy rất là chi tiết, từng cái chi tiết nhỏ nè, từ nét mặt cho tới sợi chuỗi, nói chung là tất cả những chi tiết nhỏ nè, rất là nhỏ, đồng xu, hồ lô, đó, những bông hoa, thậm chí là những cái cây ở dưới đường nè, đó, những cây nấm ở dưới đường, là những cái vật ở dưới đường, cái nón ở phía sau lưng, đó, thiết kế rất là tỉ mỉ. Cái sản phẩm này thì được thiết kế là bán thủ công nha, bán thủ công có nghĩa là sao? Có nghĩa là người ta sẽ chạy trên máy CNC, đó là máy tự động á. Nó sẽ gọt tỉa theo cái hình thù cơ bản, sau đó các nghệ nhân sẽ dùng tay để khắc thêm cho những cái chi tiết nhỏ, ví dụ như nét mặt, hay là người ta sẽ chỉnh sửa những cái nơi mà cần chỉnh sửa đó. Thì cái này là được sản xuất dựa theo cái dây chuyền là bán thủ công đó. Còn về ý nghĩa của cái hình tượng Di Lặc kéo bao này nè, thì mỗi cái tượng Di Lặc chúng ta có thể biết là rất là nhiều cái hình tượng khác nhau. Thì cái hình tượng Di Lặc kéo bao này á, chúng ta có thể nó thực sự là một cái hình tượng mà Văn cảm thấy là nó nhiều ý nghĩa nhất. Nó rất phù hợp cho những người nó giống như là nó tái hiện lại cái một cái người lãnh đạo, một cái người trụ cột vậy đó. Thì cái đặc biệt là cái gánh ở trên vai nè, mọi người thấy cái gánh ở trên vai, khi mà chúng ta nói đến cái gánh ở trên vai là chúng ta cảm giác đến một cái vấn đề là giống như là cái gánh nặng này. Không phải nói gánh nặng thì nó cũng không đúng lắm, nhưng mà giống như một cái sự gánh vác, nhưng mà nó cũng phải nặng, nói chung là phải gọi là gánh nặng thì anh nghĩ mới đúng. Đối với Văn thôi, mọi người sẽ cảm nhận khác đó. Thì một bên á là bên trái á là các đồng xu, thì nó thể hiện cho giống như là thể hiện cho cái kinh tế, đúng không? Bên phải là cái hồ lô là biểu tượng của sự sức khỏe, sự an khang đó. Phía sau là cái nón, là thể hiện cho cái sự che chở đó. Rồi tay bên phải thì lại kéo theo cả một cái bao lớn. Cái bao này thường thì mọi người nghĩ nó là cái bao, nhiều người thì cho là nó là cái bao đựng châu báu tiền, nhưng mà không phải. Châu báu thì cũng đúng, nhưng mà nó là cái tượng hình thôi. Thực chất ra trong truyền thuyết đó, cái bao này nè là Ngài chuyên để đựng những cái đồ mà người khác cho mình, sau đó Ngài đi phân phát lại cho những người cần
đó. Nên là nói mình về châu báu thì cũng đúng, có nghĩa là giống như là cái tình thương này mang lại cho người khác nó còn quý hơn, thì nó còn quý hơn cả là châu báu nữa. Thì cái bao này đúng ra nó là sự biểu hiện cho cái sự yêu thương, tượng trưng cho sự yêu thương. Thì chúng ta có thể nhìn thấy nè, một cái con người mà luôn lúc nào cũng tươi cười khi mà phải gánh vác trên vai cả một cái kinh tế nè, rồi gánh vác sự che chở, đảm bảo sự sức khỏe và kéo theo cả một cái sự yêu thương. Mọi người cảm thấy giống như một cái người sếp ở trong một cái công ty, hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy giống như người cha, người mẹ trong cái gia đình của mình vậy đó. Nhưng mà nó, chúng ta ví dụ như chưa thường mà chúng ta ở nhà thì chúng ta trong gia đình thì chúng ta là người trụ cột này, đúng không? Thì nhiều lúc mà chúng ta gánh vác nhiều quá, chúng ta mệt, chúng ta còn phải bực bội nữa. Nhưng mà riêng ngài nè, đó, tuy là gánh vác nặng nhọc, kéo theo cực khổ, nhưng mà bước đi vẫn khoan thai, bước đi vẫn đỉnh đạt, gương mặt vẫn luôn là mỉm cười, thật là vui vẻ, hạnh phúc, chứ không có gượng gạo nha. Đây là hạnh phúc thật sự, nét mặt hạnh phúc thật sự đó. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nghĩ ngược lại nè, là chúng ta có thể nghĩ ngược lại là phải lúc nào cũng phải vui vẻ nè. Chúng ta có thể nghĩ ngược lại, lúc nào chúng ta tinh thần ta phải vui vẻ, phải luôn lạc quan, như là mình thể hiện cái sự năng lượng đó, mạnh mẽ của mình đó, thì mình mới có thể gánh vác được kinh tế cho gia đình, chăm lo được cho sức khỏe, che chở cho gia đình và kéo theo được cái sự yêu thương của cả cái cộng đồng đó. Thì nó có ý nghĩa như vậy. Mọi người thích nghĩ sao thì nghĩ, Văn thì Văn nghĩ nó có hai cái như vậy hả. Thì Văn nhận xét lại một lượt nữa sơ về cái tượng này. Thì đối với Văn, cái này là một cái bức tượng về Phật Di Lặc mini á, của Phật Di Lặc mà Văn cảm thấy nó có ý nghĩa nhiều nhất và có ý nghĩa lớn nhất. Thì bức tượng này rất phù hợp để chúng ta trưng trên bàn làm việc, để nhắc nhở mình, không? Khi mà làm việc mình mệt mỏi, khi mà mình gánh vác nặng nề, ai cũng sẽ có một cái trách nhiệm hết, nhưng mà chúng ta cần phải luôn vui vẻ để chúng ta có thể hoàn thành cái việc của mình tốt hơn, hoặc là chúng ta có thể nhắc mình là mình phải vui vẻ thì công việc của mình nó mới phát triển mạnh mẽ hơn đó. Chứ còn mọi người, có một số người thì quan niệm nó về tâm linh, thì đặt cái tượng ngài trên bàn thì, hay là trên ô tô gì đó, thì có thể mang lại tài lộc gì đó. Thì nói chung là thay vì mình chờ đợi như vậy, thì đối với anh thì mình khuyên mọi người nên là mình nên tự mình nhìn cái hình tượng ngài như vậy, mình tự mình nhắc nhở bản thân, thì đương nhiên là cái điều đó là mình sẽ đạt được vậy thôi, chứ không cần tới đợi cái ai phù hộ cho mình hết đó. Nên mọi người có thể xem qua lại tổng thể rất là chi tiết, mọi người có thể nhìn thấy từ cái chân mày cho tới nét mặt rất là tỉ mỉ, cái mặt rất là tự nhiên nha. Mọi người có thể xem cái mặt rất là tự nhiên, từ các ngón tay này, ngón chân, từ cái dáng đi luôn mọi người, từ hai cái vú luôn, cái bụng luôn đó, rất là nhìn rất là uyển chuyển, giống như cái người thật vậy. Mình nhìn giống như là bức tượng, nó có hồn vậy đó. Và Văn có thể để cái link sản phẩm ở bên dưới, thì bấm vào cái đường link ở bên dưới, hoặc là liên hệ với Văn qua cái thông tin ở bên dưới, để cần những cái thắc mắc gì và thêm hỏi xem những cái vấn đề gì về bức tượng này thì có thể liên hệ với Văn. Rồi, ok. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, đã xem hết cái video của Văn. Mọi người có thể giúp biết giùm Văn một cái cảm nhận, và Văn còn có thể làm các video khác có thể có ích cho mọi người nữa, nên là theo dõi Văn để chúng ta có thể cùng nhau trao đổi những cái vấn đề trong cuộc sống. Rồi, Văn xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.